thuyết phục. Mày xong rồi. Năng lực này, đây nhất định là vị game thủ trong truyền thuyết đó. Tương truyền rằng cách đây nhiều năm, ở một tiệm net trên vùng cao, có một game thủ chơi game bằng mạng miền núi với binh 2000. Bất chấp việc delay và lắc liên tục kèm những lời chửi rủa của đồng đội, game thủ này vẫn không nản chí. Việc phải thích nghi để phản ứng với môi trường luôn bị chậm 2 giây trong thời gian dài đã làm cho anh ta thức tỉnh một khả năng đặc biệt. Nhưng trước 2 giây trong tương lai, Chơi được đấy. Chơi được kìa. Có lẽ người chơi này có lẽ sẽ có người yêu rồi.